phụ kiện điện thoại ngon vừa rẻ. Xin chào tất cả các bạn này, các dân chơi này, các dân chơi nhìn phát xem biết tôi quảng cáo cái gì nhá. Cái đầu tiên này kìa. Cứ bạn biết cái này là cái gì không? Đó, quạt cắt tơ này. Quạt thứ hai này, dân chơi này, đòn này mà dân chơi không biết là dân chơi là rất là non này. Quay kiểu, quay kiểu. Ở trong mắt này. Các dân chơi có biết tôi đang quảng cáo cái gì không? MUFBTxưa.vn. Vào chơi MUFBTxưa.vn cùng tôi nhá. Đây cái chiêu này của con Đắc Lốt này, giống ông Tô Cuda này. Đấy. Ở thứ hai là cái này gọi là quẩy rồng, giống kiểu gọi là khá bạch. Đó. Cái chiêu này chiêu quay tiếng ở DK. Còn một cái skin của MG thì như là quạt lá này thì phải. Còn phải bằng. Chào anh em nhá.